Thương mại điện tử xuyên biên giới là một trong những trụ cột quan trọng được chính phủ quan tâm trên hành trình thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, việc tạo môi trường xây dựng các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, nắm bắt quy trình vận hành trên nền tảng số và hiện đại hóa hoạt động thương mại góp phần không nhỏ đến cơ hội mở rộng thị trường. Tại Diễn đàn Thương mại điện tử xuyên biên giới 2024 với chủ đề Kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến do Bộ Công Thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức mới đây, với hai phiên mang nội dung định hướng chính sách phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và các sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, các diễn giả đã tập trung vào việc xây dựng và thúc đẩy các quy định, chính sách hỗ trợ, ưu đãi và các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài biên giới một cách liền mạch, hiệu quả, bền vững. Đối với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì thương mại điện tử xuyên biên giới nó vẫn là một cái gì đấy khái niệm nó khá là mới mẻ. Đó thì diễn đàn này sẽ giúp là cung cấp những kiến thức để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới một cách là thông minh hơn, bền vững hơn và tiếp cận được với những kiến thức mà của các cái đơn vị chuyên gia như Amazon cũng như là bên các cái đơn vị cung cấp giải pháp giúp cho doanh nghiệp Việt Nam đưa thương hiệu của Việt Nam ra thế giới. Thông qua cái diễn đàn ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn giúp các doanh nghiệp có được cái định hướng, có được cách đi, cái xác định ở chiến lược lâu dài khi mà tham gia thị trường thương mại xuyên biên giới. Và với những doanh nghiệp mà họ có định hướng lâu dài, họ có định hướng về xuyên biên giới, thì cái cách đi, cái cách làm sản phẩm, cái hướng phát triển của họ nó bài bản hơn, nó lâu dài hơn, nó bền vững hơn. Và như vậy thì đem lại nhiều giá trị cho cái sản phẩm Việt khi chúng ta vượt qua cái biên giới Việt Nam, chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu. Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, giá trị xuất khẩu thông qua thương mại điện tử B2C của Việt Nam dự kiến đạt trên 296.000 tỷ đồng vào năm 2027. Các doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng phạm vi kinh doanh quốc tế với số lượng sản phẩm xuất khẩu và bán ra trên Amazon tăng 300% trong 5 năm qua. Đã còn hơn 17 triệu cái đơn vị sản phẩm hàng hóa từ Việt Nam bán trên nền tảng Amazon. Và chúng tôi cũng vui mừng nhận thấy là cái sự tăng trưởng doanh thu của các nhà bán hàng từ Việt Nam trên nền tảng Amazon tăng trưởng trên 50%. Thì điều đấy có thể nói là những cái sản phẩm của Việt Nam là không ngừng phát triển ở trên nền tảng Amazon về cả chất và lượng. Bên cạnh đó, một loạt giải pháp, chương trình và sáng kiến chung tay đã được các đơn vị tiên phong trong ngành khởi xướng nhằm thúc đẩy xuất khẩu thương mại điện tử Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến việc ra mắt Liên minh hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến Việt Nam do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VCOM thành lập. Liên minh này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp, các công ty hậu cần và đối tác công nghệ nhằm kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chuyển đổi số và khai thác các cơ hội xuất khẩu trực tuyến.